Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại làm Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em lại về đây một mẫu sedan hạng C để phục vụ với anh chị nè. Trước mặt mình đây là một mẫu xe không còn quá xa lạ rồi nha. Honda Civic 1.8G anh chị, đời 2020, xe một chủ sử dụng từ đầu luôn. Đó, mẫu Civic là một trong những mẫu sedan hạng C nè, lái hay nè, cảm giác lái cực kỳ tốt nè, đầm chắc, rộng rãi nữa anh chị, kiểu dáng trẻ trung năng động. Rồi, em Tâm mời anh chị cùng theo chân anh Tâm để khám phá chiếc xe này nha. Xe mang biển Đồng Nai anh chị, nếu mà anh chị ở tỉnh khác và ở Sài Gòn ưng em này á, thì bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ cho mình cho. Đó thì đầu tiên thì mình nhìn về nước sơn của em nó là màu xám ghi nha anh chị nha. Đó, đầu tiên thì mình nhìn nước sơn của em nó là màu xanh xám nha anh chị. Đó, một cái màu khá đặc trưng từ nhà Honda luôn nè. Màu rất là đẹp. Đó, phần cụm đèn trước của em nó nè. Đó, phần chó đèn anh chị, phần đèn trước là full LED nha. Chó đèn còn rất là bóng. Xe thì hơi bấm bụi một chút xíu nha anh chị thông cảm, tại vì em Tâm vừa mới lấy từ nhà khách về làm quay clip liền cho anh chị xem á. Mâm em nó là 16 inch nha anh chị nha. Hạng vỏ của em nó là tầng thứ 6 của năm 20 nè. Gai gió 35.000 cây nè. Thoải mái cho anh chị đi. Bốn vỏ là zin theo xe từ lúc mới mua. Xe thì cũng được trang bị một vài phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt nè anh chị. Ghế thì ghế da, thảm sàn 3D nè, có nẹp bước chân. Đó, ghế lái chỉnh điện nè anh chị. Bộ da ghế nè. Đó, rất là căng luôn, và cái ngôn ngữ thiết kế ghế nội thất của em nó nhìn như là một cái xe thể thao vậy anh chị nha. Đó, rất là ôm lưng luôn, ngồi rất là thoải mái. À, vô lăng nè. Đó. 35.000 cây nha, xe thì full lịch sử hãng. Trên vô lăng có lẫy số thể thao, khởi động nút bấm, điều hòa tự động. Đó, rồi đầu DVD, camera lùi, có thắng điện tử nè anh chị, giữ thắng nè, chế độ eco. Để em quay luôn cái cần số cho mình xem. Một chủ sử dụng từ đầu anh chị nha. Rồi, ô đô là 35.000 cây anh chị, full lịch sử hãng. Em quay cái phần tắp lô nè. Đó, đâu khác gì một chiếc xe mới đâu anh chị. Nội thất nè, xe có cân bằng điện tử luôn nha anh chị nha. Đó, và cái phần mở cốp của em nó nằm ở đây ngay chỗ cánh cửa anh chị. Tâm sẽ cam kết với mình một văn bản là xe bên em không tai nạn, không gặp nước nha. Pháp lý giấy tờ rõ ràng minh bạch. Ở phần ghế hành khách nè, em nói thì có cái hốc gió đằng sau luôn anh chị. Trên xe có một vài chỗ bao ni lông chưa tháo nữa nè. Đó, xe này anh chị mua về đúng nghĩa là chỉ có đổ xăng mà chạy thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu nhà máy họ đo ra chỉ có 6.2 lít trên đường kết hợp anh chị. Đó, phần đuôi xe khá là thể thao nha. Cụm đèn sau nó là full LED nè, có cả miếng lùi, có camera lùi, hai bô thể thao luôn nè anh chị. Rồi, để mở cái cốp xe cho. Em nó là phân khúc sedan hạng C nha. Đó, cùng phân khúc với lại Mazda 3 nè, rồi Toyota Altis nè anh chị. Rồi, bộ đồ nghề bánh xe cua, bánh xe cua là nguyên zin luôn nha, chưa chạm đất luôn anh chị. Đó, rất đẹp. Cốp xe rộng rãi lắm, anh chị đi chơi xa này nọ đựng đồ, đựng vali là thoải mái luôn. Đó, nếu anh chị đang em nào mà cần tìm mua em về nè. Đó, để chạy mà vừa kết hợp với công việc nè, rồi kết hợp với gia đình đi chơi cuối tuần này nọ thì em này là lựa chọn tuyệt vời nha. Ghế phụ em nó là chỉnh cơ nha anh chị. Đó, em quay cái phần nội thất như mới vậy. Để em quay luôn cái khoang động cơ cho mình xem. Dạ rồi anh chị, đây là khoang động cơ xe nha, máy 1.8 anh chị. Đó, ốc máy đồ mới tinh nè. Ốc cabo là chưa có dấu hiệu hạ luôn nè anh chị. Honda Civic 1.8G nha, màu xanh, đời 2020, xe lăn bánh được 35.000 cây. Đó, một chủ sử dụng từ đầu, hiện tại em Tâm đang bán này là 590 triệu nha. Em vẫn còn thương lượng với mình thiện chí lên em coi xe luôn. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên. Em Tâm đã gửi ảnh chi tiết giấy tờ xe đó cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.